Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới ban giám khảo và tất cả các anh chị có trong buổi tối ngày hôm nay. Ủa tại sao ra sao không ai phản ứng vậy? Em nói nghe nè, sao mà mình nhìn bạn mình không có ấn tượng ra ở vòng mà hay bữa nay bạn đẹp hơn bữa ha? Hay là hôm bữa bạn mặc áo kín quá? Sao mình thấy nó sai sai? Ủa ở vòng lại bạn thêm bài gì vậy? Dạ em hát này nếu như ngày đó. Nếu như ngày đó hả? À rồi tôi nhớ bạn rồi, à, cũng không nhớ lắm. Bữa nay thi bài Hãy Về Với Em. Thôi thi trước đi để tôi nhớ, tôi kể khán giả nghe chuyện với bạn ha. Một chào ở đây cho phần thi của bạn. Anh vô tình vừa vui trong thoáng giây, rồi lãng quên.
Thí sinh hát quá tốt, trình diễn quá tốt, bước lên thì thí sinh sao sẽ bị tâm lý đúng không? Không sao, hai cái lính đồng tiền quay nó bù lại hết. Xin mời phụ nhận xét với giám khảo Quang Long. Chào Vương Anh ạ, tôi xin xét phần thi của bạn. Thì bạn có một cái giọng hát nó cũng rất là tình cảm và cái giọng nó hơi hướng màu sắc alto á, nữ trầm á, nó hơi có cái màu đó và bạn hát những cái khung âm trầm rất tốt. Nó nghe nó rất là tình cảm, nó có một cái đầy á, mà thường cái đầy này thì giọng nữ ấy. Giọng nữ thường nó sẽ thiên hướng soprano nhiều hơn. Và thì nó có cái màu sắc trầm khà ấy, cho nên nghe nó tình cảm hay. Và thì những cái chỗ bạn xử lý rất là tốt. Có hai điều mà mình thấy chưa được đó. Thứ nhất là bạn hát nó hơi bị trúng chiếm quá. Tức là cái khẩu hình của bạn nó hơi bị giọng quá. Cho nên là cái chữ á, cái chữ anh á, anh hát thì anh thì phải là êm. Nó bị như vậy không? Tức là nó không rõ chữ anh mà nó thành chữ êm, thì nó hơi bị khép cái miệng quá. Bạn cần phải mở miệng ra hơn nữa để cho cái chữ nó phát âm, thứ nhất là được rõ ràng hơn, cái thứ hai là nó có thể là nó hay hơn nữa. Dù sao cái giọng hát tình cảm, với thứ hai nữa là những cái nốt cao của bạn nó hát chưa tốt. Không, có phải là Lý Dân Tài mới nhập vô em mà không? Dạ không ạ, anh Long nhập phù hộ cho em. Mấy bữa nay em bị khan tiếng, em nói lại bệnh nữa hả? Trời ơi, em bài đi giống cái bệnh y được á. Không có lý do khi mình đi thi, bởi vì ai thông cảm đâu, anh thông cảm mà. Thì bây giờ chẳng hạn như là những người mà hát giọng hát cao được thì khi họ bình họ hát cao vẫn được, có thể là thấp hơn một chút xíu thôi, thấy không? Em phải hiểu cái điều đó. Thì em phải tập cho mình khắc phục đó là cái quãng giọng của em nó không có được rộng, cho nên là những cái nốt cao của em á, nó thường thường theo cái xu hướng nó bị hét lên. Nó đôi khi mình cố gắng bùng cháy lên nhưng thực ra nó đang bị hét. Đặc biệt là cái phần lên tông á, là em hát nó hét ra nhiều lắm. Nó không phải là hát á, khi người hát là có cái sự kiểm soát bằng cách mình lên cao, mình đẩy hơi mình lên, còn đây là mình hét lên thì mình lên cao rất là dễ. Dạ không biết giám khảo có lòng là có nghĩ là bạn ấy nên để cái tông hồi phía sau hát luôn khỏi thì mới lên tông thôi, tức là cái tông sau. Như bài này thì em hát cái tông trước, tông đầu nó bị mờ lúc mà sắp đúng không? Không mờ luôn, tại vì trầm hát tốt thì nếu bài này không lên tông thì tốt hơn. Chính xác. Nhưng mà đó không phải là cái cách, đó chỉ cách đối phó thôi. Cho nên hãy tập sao để mở cho nhau. Còn thiếu kinh nghiệm. Thứ nhất là khi em lên cao thì có ngẩng đầu lên, phải giữ cái đầu mà không luôn thẳng như vậy này, thì lúc đó lên cao mới không bị hét. Nếu mà giữ đầu thẳng thì anh này anh sẽ ấy rồi. Thì đó là em sẽ khắc phục cái điểm đó. Dù sao thì giọng hát của em nó có được cái điểm rất là tốt. Thứ nhất là nó là nó trầm khàn rất hay. Hy vọng sẽ khắc phục được những cái em còn thiếu để cảm giác em sẽ hay hơn nữa.